Okay, chào mừng các bạn channel của Mega Tate. Và hôm nay mình sẽ làm một video tìm hiểu về một nhân vật creepypasta khác nữa. Khá lâu mình chưa làm video về creepypasta. Hôm nay mình sẽ làm một nhân vật vô cùng bí ẩn và một số bạn mà yêu thích mà là fan của creepypasta, các bạn cũng không thể biết được nhân vật này là gì. Nghe của mình cũng vậy, mình cũng khá tò mò về creepypasta nhưng mình vẫn không hề biết thông tin gì về nhân vật mình sẽ kể đây, đó là The Rage. Và theo thông báo một bài ở trang mạng trên Google là Chrome, mình mới biết được là Rage là một sinh vật cũng khá kỳ dị, cũng gần tương với Slenderman, nhưng mà nó thường hay xuất hiện ở dưới gầm giường hoặc là những cái chỗ mình âm u đêm tối, kiểu như đặc trưng mà khi các nhân vật của Pasta xuất hiện ấy, như Jack Chiller hay Slenderman đại loại như vậy. Và theo nhận xét của mình là hình ảnh của nhân vật này hình như là ghê nhất luôn á. Ok, mình sẽ cho các bạn xem ảnh chính của nhân vật này nha. Mình có thấy hơi sợ rồi. Đây, đó trên mạng đầy ảnh ghê của The Ray. Mình nhìn vô mình cũng thấy hơi sợ bởi cái sợ cái ảnh này rộng lắm luôn rồi. Nếu mình xem ảnh đầu tiên của này là mình thấy cũng rất sợ luôn rồi. Và thì mình suy nghĩ chắc cái nhân vật này khá là bị ông kỳ dị. Rồi giờ mình sẽ kể một chút về thực sự với nhân vật này nha. Và trước khi bắt đầu làm video là nếu bạn nào thấy hay thì đây là comment cho mình, like, share, subscribe kênh bản chuông để tạo nên động lực cho mình ra video thường xuyên hơn nha. Và bạn nào mà thích creepypasta, các bạn hãy vào trong Facebook và gõ về đó từ cụm từ creepypasta và các bạn hãy tham gia vào nhóm của creepypasta, trong đó mình cũng có tham gia để các bạn có thể thêm nhiều thông tin về chúng. Rồi mình sẽ nói nha. Terry là nhân vật phản diện chính của câu chuyện creepypasta cùng tên. Nó là một sinh vật hình người với hàm răng và móng vuốt lớn, hình rồng đại nhân của nó, và xuất hiện ở cuối dân khi chúng ngủ hoặc trong rừng hoặc trong nhà cửa của chúng. Kể từ năm 2016, rất hình ảnh, fan art và video đã được tạo ra từ quái vật, bao gồm một số lời ám chỉ trong đoạn YouTube Slenderverse. Thông tin trên đây cũng khá là ít nổi của cái nhân vật này là rất là bí ẩn, vẫn chưa thể xét mình chính xác nó là cái gì. Rồi mình sẽ kể ra nguồn gốc nha. Nguồn gốc khá là dài cho nên mình sẽ kể vài cái mình sẽ bỏ đi. Cho nên bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn các bạn hãy vào trong Wikia, các bạn hãy vào trong và cũng từ là The Ray Creepypasta, các bạn hãy có thể nhìn thấy chữ Wikia, các bạn hãy vào trong đó và tìm hiểu về nhân vật này kỹ càng hơn. Mình sẽ kể tiếp thì mình sẽ bắt đầu nguồn gốc về nó đây. Ray bắt nguồn từ 4chan board vào cuối năm 2005, một chủ đề được bắt đầu bởi một người hùng ẩn danh, người đã tuyên bố hay vì hãy tạo ra một con quái vật mới. Đương nhiên có nhiều ý tưởng, nhưng một ý tưởng nổi bật và một người dùng khác đã tạo ra một chủ đề mới dựa trên ý tưởng này. Chủ đề bắt đầu với bài đăng này. Được rồi, đây là dành cho những người ba mắt không rõ, không có miệng rõ ràng, da nhợt nhạt. Đây là những gì chúng ta đã có từ trước đến nay. Humano cho khoảng 6 feet khi đứng, nhưng thường cuốn người và đi trên tất cả bốn chân. Nó có làn da rất nhợt nhạt, khuôn mặt trống rỗng. Có cái cửa sổ thế, mình đã hết rồi mà. Video này, hôm nay mình làm về ma, cho nên những giây phút mình cũng khá là ghê, cho nên thường hay làm gián đoạn cái việc kể nguồn gốc về gì đó liên quan đến tâm linh, cho nên mong các bạn thông cảm nha. Tại mình cũng khá là hú vía đối với những chuyện về tâm linh, mặc dù mình cũng khá là tò mò. Mình sẽ kể tiếp nha. Khuôn mặt trống rỗng như trong, không mũi không miệng, tuy nhiên nó có ba mắt màu xanh lá cây rắn
một ở giữa trán và hai bên kia phía đầu của nó về phía sau, thường thấy ở sông trước của ở khu vực ngoại ô, thường chỉ quan sát người quan sát, nhưng sẽ đứng dậy và tấn công nếu đứng gần. Khi nó tấn công, một cái miệng mở ra, sẽ một hồi sọ có bản lề mở ra cầm, tiết lộ nhiều chiếc răng nhỏ xíu nhưng xịn màu. Sinh vật cuối cùng đã hình thành thành thứ mà người đến chúng ta gọi là The Ray. Ray đã trải qua nhiều thay đổi về thiết kế tên và tên trong thời gian đầu. Một trong những cái tên phổ biến hơn là trình thu thập thông tin hoạt động. Dưới đây là một vài điểm chúng ta từ luồng mà nó bắt nguồn, đó là con Sophie là da màu xám nhạt, hình người tốt, rồi hai mắt to ở phía trước đầu bị các tiếng đi 8148 32777 và tự nhiên không có miệng mũi có thể nhìn thấy được. Sau đó mở ra một bản lề hàng trăm răng xỉ màu nhưng không cùng ăn thịt bộ phận sinh dục. Không, vấn đề là bởi vì không có một phần bóng nào thực sự nói về điều đó. Được thấy ở các khu vực ngoại ô, để ý đến các cuộc tấn công kinh hoàng của chính nó khi được phê duyệt, nên chủ yếu chỉ nhìn chằm chằm vào con người không đủ. Trong đủ con người đủ thể ngụy trang với Fedora và áo tròn thọ tương tự, sự đổ lại cao khoảng 6, nhưng nhìn thấy đang rút xuống Commander Play da màu xám hai lớp hơn mắt người một chút, không cùng răng, không rõ nguồn gốc, không rõ chế độ ăn uống. Nhìn thấy ở khu vực ngoại ô mở miệng và mở to mắt thì bị khiêu khích tấn công. Khi đến gần rất nhiều khiêu khích hoặc tiếp cận, chỉ cần nhìn chậm chậm. Câu chuyện đầu tiên và nổi tiếng về The Ray đã được đăng lên blog cá nhân của người dùng Something Happened Brian Sombrilli vào ngày 20 tháng 7 năm 2016. Tính năm nay là cỡ 2019 và cho đến nay là hình như là tính được khoảng 13 năm, nghĩa là 3 năm về trước rồi, thì cũng thời gian khá là lâu rồi. Đó là câu chuyện đầu tiên trong loạt phim có tên Nhà hát kinh dị The Summary. Không cho biết về văn bản đó có phải văn bản không được lấy từ một trang web khác hoặc nếu nó được viết riêng cho bài văn trên bản đó. Theo thần thoại, các tài khoản đầu tiên của The Ray đã được mô tả sớm nhất là vào thế kỷ thứ 12 và được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1691. Câu chuyện cũng báo một rằng các sự việc kỳ lạ ở vùng đông bắc Hoa Kỳ liên quan đến sinh vật này dẫn đến sự quan tâm của truyền thông địa phương về mùa hè năm 2003. Nhưng hầu hết các tài khoản bằng văn bản của sinh vật đã bị phá hủy một cách này vì ẩn thể từ đó lại lan tràn. Tức là những chuyện liên quan về sinh vật này nó lan tràn như thế nào nha. Reboss của The Ray Creepypasta Copy Pasta bắt đầu xuất hiện trên Lay Channel vào đầu tháng 12 năm 2008. Câu chuyện được chuyển lên bản 4cha X hiền bí vào tháng 4 năm 2009 và đến Something Awful vào tháng 6 năm đó và đến 8 năm 2010. Câu chuyện lần đầu tiên được đăng lên Spreadit và ra Nitro. Ray cuối cùng đã được thêm vào cơ sở dữ liệu truyện kinh dị bao gồm creepypasta.com, creepypasta wikia và creepypasta index. Nó cũng được giới thiệu trên một số trang web như vấn đề hiền bí bao gồm bí ẩn chưa giải thích được và quốc gia mạnh khảnh. Vào tháng 12 năm 2010, blog chủ đề duy nhất Vokia The Ray đã được ra mắt trên trung tâm cung cấp một trang web tập trung cho các creepypasta nhìn thấy và fan art về hiện thoại. Thế đó, hình ảnh một nhân vật quái vật trong trò chơi bắn súng giống như thứ nhất, các chiến ma được gọi là Grim, xuất hiện trên một đài tin tức địa phương của Louisiana. Với phóng viên nói rằng một người xem đã chụp ảnh tại khu săn bắn địa phương, cho bản dựng và tính năng tương tự của Grim như mô tả trong câu chuyện Ray. Nhiều người bình luận trên YouTube đã giải thích đó là quái vật này. Bức hình ảnh được chụp vào ngày 30 tháng 1 năm 2010 và đã thu hút được sự phổ biến rộng rãi trên Internet đến một điểm mà các đài tin tức địa phương lớn đang nói về nó.
không ai có ý tưởng gì về việc tạo ra những thứ đẹp, những thử thách đáng sợ này, đến khi nó được tiết lộ là một trò lừa bịp trong trò chơi Red Revolution xuất hiện. Ray được giải thích như một hình người nhợt nhạt, gầy gò và trộm chú ý như một con chó không lông lớn, dị dạng, có thể được xem là có đôi mắt trắng. Ray cũng có móng vuốt sắc nhọn để khó tin, đó là lý do tại sao nó được mệnh danh là The Ray. Rồi đây, những cái độ sâu á thì vẫn còn khá là dài, nhưng mà mình chỉ kể như đó thôi. Còn nếu nhưng mà vẫn còn thì mình sẽ kể luôn phần nhân cách nha. Ray rất bí ẩn nhưng nó có vẻ khá tàn bạo, độc ác và đáng thương, thích đình đập, tra tấn và sau đó giết chết nạn nhân của nó. Ray không phải lúc nào cũng xấu xa, đôi khi nó cũng chỉ nhảy xung quanh thôi chả. Nó nhìn họ thì trong nó sẽ tấn công hoặc đình đập bạn và sau đó giết bạn sau đó. Chưa bao giờ Ray vẫn là một đối đe dọa nguy hiểm, người sẽ không ngần ngại thành xác bất cứ ai một cách tàn bạo và quái dị. Sinh vật này rồi, nhưng mà những thông tin trên đây theo nhận xét cá nhân của mình thì nó cũng không có chính xác cho lắm. Cuối cùng một đoạn cuối cùng mình sẽ kể luôn nha. Quyền hạn và khả năng. Đây, những nhân vật creepypasta luôn sở hữu những năng lực khá đặc biệt mà con người ta vẫn chưa hề biết hết luôn. Bởi vì ở cái thế giới tâm linh nó rộng lắm các bạn ạ. Quyền hạn và khả năng. Ray là một kẻ khốn khổ hơn giả, người sẽ không ngần ngại giết bất cứ ai mà họ cho là để cản đường. Sức mạnh, khả năng tàng hình và tốc độ của nó cho phép nó có thể có được con người tốt hơn và dễ dàng chế ngự chúng một cách nhanh chóng mà không bị nhìn thấy. Họ sẽ sử dụng móng vuốt chấm nhận cào của nó là vũ khí có thể gây ra thiệt hại lớn cho nạn nhân. Nó dường như không thể nhận xét được lý họ đã bị bắt để bị bắt. Ok, rồi vậy là mình xong xuôi rồi. Vậy là thông tin mình kể dưới đây là từ trang web Wikia. Đây cũng được từ một trang web từ cái này mà xuất ra để cho mình đọc cho tự nghe. Ok, xong rồi. Sau khi mình nghe được cái là thông tin về từ đây này, mình cũng nghe được cái này cũng có thể cho mặt khó thật. Nó thông qua một số phương tiện về nó cũng như vài tài liệu về nó, nhưng mà mình không hiểu sao là ngay phần gốc của ngay cái phần cuối cùng của nó là những tài khoản về văn bản của sinh vật đã bị phá hủy. Tôi cũng hiểu lý do tại sao mà những cái tài khoản hay dữ liệu về The Red thì bị xóa hay bị phá hủy một cách kỳ lạ và không bí. Đây cũng có thể là một dấu chấm hỏi cho chúng ta về sinh vật này. Ok, video hôm nay đã xong rồi. Và cũng giống như những video trước là hôm nay mình làm và lúc khi mình kể chuyện cũng khá là ghê. Và đặc biệt nhất là hình ảnh của Jerry để cho mình khá là ám ảnh luôn á các bạn ạ. Mình sợ là tối nay mình ngủ cũng không được. Đó, nó xung quanh mình là màu đen không à. Rồi mình đang tắt đen nữa. Thì chỉ có đèn ở đây là mình bật ra để tạo ra cái không gian kệ lận chút thôi. Rồi nhưng mà mình mong là các bạn có thể ngủ ngon sau khi coi video này. Và nếu bạn nào mà không thích những thứ liên quan tâm linh, các bạn có thể xem nhưng mà xem ban ngày thôi nha. Ban đêm này không được đâu. Rồi giờ mình sẽ ngưng video tại đây thôi. Và nếu bạn nào thấy hay thì để lại comment, like, share, subscribe kênh và ấn chuông để tạo thêm động lực cho mình ra video thường xuyên hơn nha. Và cả kênh Đạo Vương TT Blogger của mình nữa. Kênh đó thì ít người đăng ký, nên mong các bạn hãy chia sẻ kênh đó thật nhiều để kênh đó được nhiều người đăng ký hơn. Rồi, chào các bạn, chúc bạn ngủ ngon.